hậu trang mochi và leo bát, nhưng mà không có nhiều tiền để mua. Đừng lo, hãy đến với shop Roblox của Siro bằng cách nhấn vào đường link bên dưới phần mô tả. Chỉ với 25k là bạn đã có cơ hội quay được trái leo bát V2. À nhầm, ý tôi là trái mochi V2 vĩnh viễn rồi. Shop còn có rất nhiều ưu đãi và nhiều quà tặng cực khủng cho anh em nữa. Và hãy nhớ là chỉ khi nào các bạn ấn vào cái đường link bên dưới phần mô tả để mua ạc thì mới được tính là ủng hộ Siro nha. Trời ơi, trời gì quảng cáo tới tối rồi. Trời ơi, dẹp lẹ vô video nè, đừng có quảng cáo nữa dẹp. Ai chào, hello, mình xin chào mình đi. Chào mừng mình đã quay trở lại với channel của Siro Blog và là tôi sẽ bay. Ok, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với đo anh em ạ. Nhưng mà như anh em thấy đó, hiện tại đang có mặt ở trong phòng đây là hội báo thủ của tôi anh em ạ. Thì ở đây là anh em trong crew của tôi thôi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thử thách một cái thử thách vô cùng khó mà đó giờ tôi chưa từng thử anh em ạ. Tôi mới thử trên live stream thôi. Đó chính là thử thách chơi nhiều người. Ôi, chơi đo nhiều người nó căng lắm anh em ạ. Tại vì nó dần tủ nữa. Nếu như mà tôi đưa được ba ông này về phòng 100 và vượt mắt 100 luôn á thì quá tuyệt vời. Còn không thì chắc ít nhất cũng phải là 1-2 ông chứ hả? Ok, và trước khi bắt đầu, nếu như bạn nào lỡ đi ngang qua phát của đá té đập mặt vào cái video này, bạn đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cho mình cho kênh YouTube của Siro Blog. Bởi vì như điều đó rất là miễn phí và rất nhanh nhặt được các bạn, nhưng nó lại là cái nguồn động lực rất lớn để tôi có thể làm những video hay hơn cho bạn xem nha. Còn bây giờ chúc các bạn có một video vui vẻ. Let's go. Ok, ok, bốn người. Ê, căng này nha. Đó giờ là anh chưa chơi nhiều người bao giờ á. Hồi bữa trên chim là anh chơi có 12 người thôi. Giờ là chơi 4 người cũng hơi căng á. Cố gắng nha anh em, cố gắng nha anh em. Bây giờ là cố gắng làm sao mà 4 thằng về được đích luôn nha. Bây giờ là đầu tiên là trước tiên là mình đi phân chia tủ trước đi. Cứ vô tới phòng thì cứ tủ nào nằm vị trí nào cứ vô vị trí thôi, khỏi dành. Bây giờ nha, phòng đầu tiên nè, anh sẽ là cái tủ sau cùng nha, anh là cái tủ xa nhất ha. Vô bất kỳ phòng nào anh không biết, nhưng mà cái tủ xa nhất anh sẽ chui vô tủ đó nên mấy đứa cứ mấy cái tủ ở dưới nên mấy đứa tự chia nha. Em chắc không được 100 được cửa, yên tâm em ơi, em đi với anh là 100 cửa ngon ơi em ơi. Ủa, từ từ mấy đứa, Ôi, này 4 đứa sao còn 3 đứa vậy? Anh em ơi, anh em ơi. Quay tích phải du, Từ từ, đợi xíu. À đây, đồng đội mình đây rồi. Chờ đồng đội anh em ơi, Mía, tụi bay đi gì đi nhanh vậy? Chờ đồng đội chứ. Ủa khoan, từ, còn một thằng nữa đâu? Thế thằng nào vừa ao đây? À, mình ao rồi. U là trời, chưa gì mà moment bộ cuộc comment. Tầm này 3 đứa dễ chia tủ hơn rồi nè, anh em. Yên tâm, anh chạy được, anh chơi quen, anh chạy được. Không cần hột quẹt đèn cây gì đâu, mình cứ đi thôi. Cái này đo dễ mà, làm đâu phải đo siêu khó đâu mà rén thế, lút đồm lắm vậy. Ôi, phòng này sáng bên ơi, tắt đèn để dành pin bên ơi. Ê, rớt. Ờ, vô đi. Ui. Rồi ra coi đứa nào báo không? À, không đứa nào báo à. Ôi. Cái team này cũng ok ổn áp hết. Sick em chịu hả? Thì bây giờ nhá, Sick anh sẽ đọc hiệu lệnh cho mấy đứa cứ đi theo cái hướng của anh đọc thôi. Em lắc à? Ừ thôi, lắc thì chịu rồi. Vì thấy cái này là thắng bại tại wifi rồi. Ok, đi anh em ơi, Phòng 22, rớt. Tủ. Vô đi. Ui giời ơi, mấy đứa vào sớm thế. Anh canh nó tới sát anh mới vào cơ. Em nhặt được nến anh. À, cất vô đi ba, nhặt được cất vô đi ông nội. Trời ơi, đoạn này đâu có cần dùng nến đâu. Nến là mình sẽ dùng ở phòng 90 cho nó dễ. Rồi sẽ chanh nè. Đây anh bế cái này cho. À, có pin nha. Cái chanh nó đúng rồi, ông bê đi đâu vậy? Cái chanh nó đúng rồi. Phòng này đủ ba cái tủ luôn nè, phòng này mà gặp rất là đủ ba tủ luôn á. Từ từ nha, để anh check cửa nha, Không phải 31 nha. Rồi, hai đứa chơi đi, để anh số anh gạt cần cho. Tổ đội hơi bất ổn nha. Tổ đội một thằng gai hiệu lệnh, hai thằng kia có mít. Quái trưởng thì anh tự tin con tìm được. Xíu nữa, có đứa nào đối đầu với Ambus chưa? Ừ, đối đầu với Ambus là chắc là biết cách chơi rồi đúng không? Biết cách chơi với Ambus rồi đúng không? Biết cách chơi với Ambus rồi thì ngon, tôi tưởng đâu cứ mấy ông này không biết đối đầu với Ambus phải ra hiệu lệnh giống Ruby nữa thì chịu anh em ạ. Pin rồi nè. Rồi tính ra đối phó với Ambus dễ mà, nghe tiếng của nó là được mà. À đây anh có chìa khóa luôn rồi nha mấy đứa. Anh có chìa khóa nè, phòng 34 nha. Chỗ anh này. Trời, tao không có đèn pin mà tao đi như có đèn pin luôn á má. Bên đây này. Gì đâu? Hai thằng bay ra đây, hai thằng bay không nói anh làm anh đi vòng vòng ha, anh kiếm hai bay nãy giờ. Tiếp này. Ủa gì đâu? Gì ơi, có chìa khóa gì à? Anh ơi có chìa khóa nãy giờ, gì vô gì lục cái gì trong đấy đấy gì? Ê, rớt. Ủa rớt hay xích ta? Hình như xích. Vô. Ừ, may quá, chưa đứa nào chết. Ê, khéo trần này không có xích luôn ấy mấy đứa. Thì tuyệt vời nha. À, giật cả mình. Yeah, con tim Timothy. Nào chìa khóa đâu đấy? À, đây rồi. Hốt quét. Không đứa nào mở mấy cái tủ bên ngoài à. Kêu, từ từ, chờ với. Đừng bỏ anh, don't leave me alone, bro. Này cái tiếng gì ghê thế? Ê, tủ. Vô.
Rồi ra đi. Ê mà ở cái phiên bản cập nhật mới này của Đo là hình như là chúng ta đứng ở ngay mấy cái khu vực safe zone, kiểu mấy ngã tư như này nè, bình thường mình chỉ cần đúng vô ngay cái chỗ mà con rết nó không đi qua là mình né được. Nhưng mà trong cái phiên bản mới này thì hôm bữa anh có test thì nó bây giờ nó không né được mình nữa mấy đứa ạ. Bên đây này bác ơi. Bên đây này. Ê khoan từ từ, dưới đây có cửa này. Đợi tí nha, anh xuống đây lút đồ cái nè. Ôi trời ơi. Cần chìa khóa đó, đâu có chìa khóa không kìa. 45. Ôi nhưng mà mình nhận thấy là ở trong lần chạy lần này thì mình gặp rất hơi nhiều. Ừ, chơi đông người gặp rất hơi nhiều. Hy vọng là anh em không sang những tâm lý nhá. Ừ, tầm này tới cửa 46 rồi mà không gặp xích là xác định là đi thẳng tới phòng 50 luôn rồi. Ừ, nhưng mà cái cách sắp xếp cơ cấu phòng nó hơi lạ nha. Cách sắp xếp cơ cấu phòng nó hơi lạ. Ui, trời ơi. Cái nào mà gặp lít không vậy? Không gặp xích, tí gặp âm bớt nó mới vui nè, nó mới hài cốt nè. Ai cha gì ơi, thằng mà cô nó kêu từ từ rồi mày mở cửa mày vô luôn vậy. Đây, lấy được hai cuốn này nè. 3 cuốn này. 4 cuốn này. 5 cuốn này. Ờ chết rồi, quên lấy tờ giấy rồi, quên lấy cái tờ giấy rồi. Đứa nào lấy tờ giấy lên đây đọc nhập mật mã đi, đứa nào lấy tờ giấy lên đây nhập mật mã đi. Duy ơi, em ngồi chưa Duy ơi, Ui dồi ôi, ông Duy này chưa đi tới phòng này lần nào à. Duy ơi, lên đây với anh Duy ơi. Duy đâu rồi, mật mã đúng không? Duy ơi, ngồi xuống. Ừ đi theo anh này. Đây, bấm sát anh nhé, từ từ, lôi. Nó xuống. Hai đứa bay làm gì đấy? Trời ơi, hai đứa bay làm gì đấy? Ui, một phát hai xác luôn à. À, bên đứa có nhà hứng á, mình đi lại từ đầu không hả? Ủa là Duy chưa chơi thiệt hả Duy? Duy chưa qua thiệt hả Duy? Ui dồi ôi, reset. Rồi, ok các bạn à, bây giờ là Minh lại vào rồi, nhưng mà Duy là có công chuyện rồi, nên là chúng ta lại có một thành viên mới. Lucky. Ừ. Mưa to vậy sao nghe tiếng rớt anh? Yên tâm em ơi, tai nghe của anh thính lắm. Cứ cắm đầu mà đi nhá. Yên tâm, cứ đi theo anh ơi. Mấy đứa đừng làm anh thất vọng nha. Ít nhất là cũng phải có hai đứa chiến thắng cùng với anh ở cửa cuối đó. Đừng để anh một mình nhé. Hy vọng là lần này chúng ta sẽ không gặp con xích giống như lần trước luôn anh em. Thì quá tuyệt vời. Đi thẳng một mạch tới phòng 50 luôn. Thôi, thằng nào mở cửa đấy? Tổ. Rớt tới. Ôi, từ từ, nãy anh thấy con nào? À, đây. Này là Minh đúng không? Ừ, Minh. Sao mày mở cửa sớm nè em? Mày đi trước mày mở cửa, bọn anh còn đằng sau là con rết nó đi xa lắm. Mày đi trước mày không nghe đâu, bọn anh nghe trước này. Đi đều á, đừng bỏ lại xa quá. Mà xe ơi, đi nhanh, mà xe ơi, bỏ lại xa quá, vậy vậy chết lắm á. Đi chờ đồng đội anh em. Anh em mình một nhà mà rêu báo cũng nhau mà. Mất đứa sao thành hội báo được. Đây anh có chìa khóa rồi nha, Ủa, phòng bao nhiêu đấy? Phòng 18 à, phòng 19. Đi nhớ chờ nhau nha. MC ơi, còn MC đừng lút đồ nữa MC, đi nhanh lên MC ơi. Ra tới nhà tủ nha. Rồi, đứa nào chết không? Sống hết đúng không? Anh em đi cẩn thận nha. Đi này, phòng 28 cái này. Cố lên. Ôi ơi, bình thường mà đi đo kia thì nó dễ lắm, nhưng mà đi đo này mà để giữ cho tất cả các bạn cùng sống thì nó hơi căng à. Căng quay trưởng á. Phòng 30 nha. Ui. Mỗi đứa một tủ. Vô. Quả này mà chơi đo siêu khó nữa, đo super hot nữa thì nó là nhức nách nè. Đo siêu khó nhức nách luôn hả mấy bạn? À, giật cả mình. Tôi tự hứa với lòng là mình sẽ không chơi đo siêu khó một mình nữa rồi các bạn. Tại vì bây giờ mà tôi chơi đo siêu khó là toàn chết, tôi không hiểu sao mà cứ tới vòng 97 là tôi đi. Ờ, xích nha mấy đứa. Đọc hướng nha. Đứa nào mới chạy thì đọc hướng nha, để nha. Đi thẳng tiếp. Ôi, hai cửa thẳng đấy nha. Không sống được nữa thì chịu nha. Được không? Bao nhiêu đứa đây? Ơ, à, lúc mà bà cô đâu? Hai thằng ông nội đi rồi. Ban đầu mục đích của anh là định là sẽ ít nhất là sẽ có hai người đi cùng anh đến phòng cuối cùng. Nhưng mà thôi, bây giờ còn có mình em thì thôi bất khả kháng rồi. Chúng ta làm nên kỳ tích nè Minh ơi. Cổ nha. Cổ sống tới phòng 100 với anh nha. Mai mốt anh kéo tụi bay đi vượt 1.000 phòng luôn. Mình ở dưới nha, anh đang lúa sách ở trên nhé. Ok, mật khẩu của chúng ta đang là... chưa đủ. Trên đây hết sách rồi nha Minh ơi. Ủa sao thằng Minh đứng đây luôn rồi? Chết cha anh Như. Hình như Minh nó bị ba mẹ gọi rồi mấy đứa ơi. 1, 2, 3, 1, 4. Lên cửa Minh ơi. Mật khẩu 1, 2, 3, 1, 4. Rồi, Minh ra cửa đi. Đây. 1, 2, 3, 1, 4. Vô.
Ok, mình có đủ tiền thì mình mua đồ nha. Anh có 300 đồng thôi, anh không đủ tiền mua gì hết á. Đi thẳng luôn đi, khỏi lút đồ nữa. Ôi, còn hai người nó khỏe hơn á. Còn hai người nó khỏe biết bao nhiêu ấy. Tại vì còn hai người thì chơi nó đỡ giành tủ. 60 nha, đi thêm 60 nha. Ôi, đi hai người thì mấy cái đoạn mà kiếm cần gạt như thế này nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà để anh kiếm được cần gạt rồi nha Minh ơi, mà từ từ nha, anh nghe tiếng đèn chớp. Đúng rồi, đó tới. Không sao. Bây giờ anh với Minh đi được tới cửa cuối là hay, là tuyệt vời. Ôi, tủ. May quá, Minh còn sống, may quá. Cố lên Minh ơi, bây giờ chúng ta chỉ gặp khó khăn ở phòng 90-100 thôi. Còn mà cái phòng này, giám ba phòng này đi bình thường vậy mà. Bố em kêu rồi. Ui. Sao Minh lại bỏ anh chơi một mình? Cuộc đời anh sau này sẽ ra sao đi Minh? Hình như Minh đi luôn rồi đúng không? Trời má, đi nhanh quá vậy. Rồi cuối cùng đi, bốn thằng là chơi nhiều người dữ chưa? Ủa là mấy đứa có vô chơi với anh hả? Là thầy thích nhiều người chưa? Sao giờ còn có mình tao vậy? Thấy ngựa rồi, anh lắc rồi. Không biết chơi được hay không này, lắc thôi. Ui, cố lên. Rồi, sống rồi. Con sống rồi ba mẹ ơi, trời ơi. Buồn nha. À, chuẩn bị có hôn rồi. Ui, gặp hôn luôn. Ui, anh còn miếng máu à. Ôi, hồi nãy cái quả đầu nó không thông báo cho anh. Sao mà đai được. Còn miếng máu vẫn chơi được nha. Ui. Mẹ, căng thế. Tí thì đi. Ui. Anh bị lắc. Anh không thấy con ai tới khi anh chết. Mẹ. Có video làm chứng, tao không thấy ai trước khi tao chết. Con ai nó tàn hình mẹ rồi bây giờ. Thôi bây giờ phá lệ mua cái đèn pin với lại cái lóng bích. Rồi bây giờ anh em cố gắng, anh em lượm vàng, xong rồi một tiếng rồi tới cái sạp hàng của sếp á, gom hết cho anh. Nó có bao nhiêu hàng gom hết cho anh. Cố gắng làm sao để anh em mình sống là được. Mình đang chơi đôi dễ mà, chơi nhiều người này chơi đôi dễ cho nó dễ em ơi. Chơi super hot chơi hơi căng não á. Bây giờ nha, bây giờ để đo này nó khó hơn này. Bây giờ mình thực hiện một thử thách đi. Anh em mình là đi như thế nào để đi tới phòng cuối cùng càng nhiều người sống càng tốt. Ok, cố gắng giữ nhau là được ha. Mi nãy giờ mấy đứa tưởng đâu là anh chơi đang dễ lắm hả? Anh đang trong cái tâm thế căng thẳng quay chuối. Tại vì anh vừa đi anh phải vừa canh mấy đứa, coi mấy đứa có lục lại phía sau hay không, hay là mấy đứa có đi được hay không. Bà xe, mày báo không bà xe ơi, đi nhẹ lên em ơi. Rồi tập trung chơi nhé, đang rồi đèn pin cho này. Ui, tủ. Xong mà cô rồi. Marco ơi là Marco, em đi em không đi, em đứng lại em chat nữa Marco. Cái đó này đúng khó luôn á. Thì chat thôi. Khó phải chừng. Anh đi một mình anh thì đi nhanh lắm, nhưng mà đi mà kiểu giữ cho nhiều người sống á. Lâu. Ổn không? Lần này ổn không? Chắc là ổn nha. Thôi, không mua đèn pin nữa nha. Ơi, ngay đúng trận duy nhất mình mua đèn pin thì tụi nó chết sớm à. Thôi, không mua đâu, rút kinh nghiệm rồi. Ở đâu tôi mua cả đèn pin với cả lóc bích cơ. Thế mới cay. Từ từ thôi, đi đợi nhau thôi. Từ mấy ơi. Chọn lớp đừng mở cửa nữa. Mở cửa đưa tiên, lớp đi chết chứ này không ai biết giờ. Giờ là không có chat nhiều nữa nè. Marco nãy giờ thấy ngồi chat nhiều á mà ông cứ đứng lại ông chat là ông chết à. Rồi, mở cửa. Lớp có chìa khóa rồi. Đang khá là sung mượt như xanh siêu rồi. Cố gắng đừng để chết là được. Mày đưa trên đây đi anh đi gạt cần cho. Nào, chưa. Trời ơi, thấy cái cửa mở là chạy. Trời ơi. Bây giờ cắm đầu mà đi đó mấy đứa. Giờ cắm đầu mà đi thôi, không cần phải đứng lại chỗ nào đâu. Cắm đầu đi thôi. Nhưng mà anh bị sức mạnh của đồng tiền chi phối rồi, đợi anh chứ. Ôi, chưa gặp con lết nào nha, căng nha. Ôi, gặp bên nè. Vô tủ. Ủa đừng đi ở đâu vậy? Từ thằng nào mở cửa sớm thế, nhân vật của tao chạy như flash luôn rồi này. Duy còn sống không? Duy còn sống đây, còn sống hết à. Ừ, được, từ. Lucky đâu? Ơ, Marco đâu? Từ, Marco nó mù đường bé ơi. Duy ơi, cứu Marco, nó mù đường nó lạc rồi. Đây em ơi. Trời ơi, đừng lạc thế chứ. Mày lạc trong những lúc quan trọng là chết luôn á. Đèn cày đây rồi. Thằng nào nhanh tay thế, anh còn chưa kịp lùm nó lùm rồi. Đi tiếp này. Lớt ơi. Anh thấy cái đèn nó chớp chớp rồi nha, anh nghe tiếng đèn chớp chớp rồi nha. Đi cẩn thận xíu nha. Ôi, phòng tủ nè. Tủ. Marco ơi, đừng nấp sau đây. Rồi, Marco đi rồi đấy. Tao biết mà.
Mà cô ơi, update mới núm sâu tủ không được nữa đâu em ơi. Trời ơi, ông người tối cổ à. Ui mà cô tối cổ mẹ rồi. Cho mày con tim này, cho mày con tim này. Yên tâm, chạy vô đất anh con cho. Anh cứ kêu quẹo bên nào thì quẹo bên đấy là được. Rồi, cho mày chạy nhá, cho mày chạy nhá. Tập trung nghe nha. À. Bên phải. Đi thẳng. Cái gì Lucky Die à? Ủa hai bay bay là hai bay die luôn à? Ê trời ơi. Lại còn mình anh. Mẹ thử thách nó khó thế. Ăn bạn đứa thì lắc, đứa thì không biết chơi. Trời ơi. Nãy gặp cái quả kẹo ông Marco, gặp con rết ông núp sâu tủ là tôi thấy là trời ơi quả trưởng rồi. Ok, lần cuối nhá. Lần cuối nhá. Lần này anh chơi lớn, anh mua đèn pin với cả lóc bít đây này. Lần này không thấy không thắng nữa thì nghỉ nhá. Mệt mỏi lắm rồi. Ôi trời ơi. Ừ, mua vitamin vào. Ừ, riêng Lucky thì nên mua vitamin đấy. Bây giờ là mình khỏi khỏi lướt tiền đi mấy đứa. Chạy thẳng một đường thôi, chạy thẳng một đường thôi. Đi Lucky ơi, đừng chán nữa, bây giờ chạy thẳng một đường này, bây giờ chơi nghiêm túc này, tập trung này nha. Bây giờ anh em chúng ta nên im lặng để tập trung chơi nè. Nhưng mà Di ơi, em đi nhanh quá Di ơi, chào mọi người Di ơi. Ông Di cũng đi một phát mấy cửa liền à. Rồi bây giờ tập trung đi theo đoàn luôn nhá. Mọi người đi đâu đi theo đó luôn nhá. Không đứng lại lút đồ này kia nhá. Không đứng lại lút đồ linh tinh nhá. Từ chờ Marco cái mấy đứa ơi, chờ Marco cái. Ô Marco đi chậm vậy. Marco đi nhanh lên Marco ơi. Từ nhá, chờ Di lên hả đi, chờ Di lên hả đi. Mình chơi đồng đội xíu nè. Anh em mình đang team quật ổn đó. Đừng đứng lại lút đồ, cứ đi thẳng lên, cứ đi thẳng thôi. 15 chuẩn bị tủ. 40 tủ, đủ 40 tủ này. Di ơi, tủ Di ơi, vô. Rồi ông Marco chết tiếp. Gì vậy Marco? Ông Marco không nghe tiếng, Marco không nghe tiếng rớt à? Trời ơi. Anh full pin rồi, Lucky ơi. Từ, Di ơi, chờ Lucky ơi. Trời má, nó giật cho hai cái rồi. Ôi, chìa khóa đây nè. Ui, xôi. Vào. Thấy nó bắt đầu nó căng chưa? Tầm vài ván nữa này nó căng liền à. Cho mày gặp xích nè. Đây, có chìa khóa phòng 30. Chuẩn bị nóc thuốc nha Lucky ơi. Cho mày nghe hồi lệnh nóc thuốc vô nè. Tới phòng này tôi lại quan ngại về Lucky rồi. Tập trung nghe đỡ đi Lucky. Đi thẳng. Phải. Thôi, lật lại đi rồi. Trời ơi. Ê, để mấy đứa mà, mấy thằng trong riêu mình á, thằng nào cũng có vấn đề về đường mạng hết á. Mấy hôm trước thì anh bị vấn đề về đường mạng, mấy hôm nay tới tụi bay. Còn thằng lúc là trừng kỳ luôn, lúc nào nó cũng bị vấn đề về đường mạng hết. Ừ, mấy nay lúc đâu chơi game đâu, lúc đi chơi với bồ thôi. Thế bây giờ lúc mới chơi không được đấy. Ê, chìa khóa trong phòng này nè, Di ơi. Trời ơi, Di ơi. Sao em mở cái tủ bên kia mà không mở cái tủ bên đây Di? Giờ qua được phòng 50 coi như là Di thành công. Qua được phòng 50 là coi như Di thành công. Tại nãy Di chết ngay phòng 50. Anh đi bên trái, đi bên phải nha. Ở dưới còn nhiều đấy. Đây, để anh xuống anh tìm với em. Để anh xuống anh tìm nha. Đừng chui tủ Di ơi, chui tủ dễ chết lắm. Ok, mật khẩu của chúng ta là 76375. Qua Di ơi. Đừng nhìn nó, anh nghe tiếng nha. Rồi đứng đây. Đứng đây nè, sát vô đây, sát vô dách này. Ừ. 7 6 3 7 5. Ok. 7 6 3 7 5. Vô. Có thuốc chạy nhanh nè, có thánh giá nè. Có cái anh nghĩ là anh nên đi lướt thêm vàng để anh mua cái chìa khóa đấy nha. Em đủ tiền mua thánh giá không Di? Em đủ tiền mua thánh giá không? Không đủ á. Thánh giá tầng 500 à, 500 thì chắc là từ từ. Đi tới mấy cửa phía trước này mình đi mình lướt lướt thêm vàng đi anh nghĩ là đủ đó. Ừ, gặp phòng này nữa là đủ luôn rồi này. Tôi nhặt thế không đủ tiền luôn à. Từ từ nhé Di, để anh quay về anh coi anh đủ mua cái gì anh mua cái đấy.
Mua được cái chìa khóa, mua được cái chìa khóa, mua được cái chìa khóa. Rồi gì bên trái bên phải nhá, gì bên trái bên phải nhá. Tìm được nhắn gì, tìm được hú nha. Đây anh có chìa khóa rồi Di ơi, anh có chìa khóa rồi. Đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Ồ, tổ 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 tổ. Vô đi Di, vô đi Di, vô đi Di. Rồi đi, lượm đồ hồi máu thôi. Di ơi, Di chạy được con xích này không Di? Không sao, cố lên. Để anh đọc hướng nha, để anh đọc hướng nha. Ok, nghe rõ hướng nha, nghe rõ hướng nha. Phải, trái, đi thẳng, phải, trái, trái, phải. Ôi, Di nó còn chạy trước anh nè. À. Mẹ Di mày còn chạy trước cả anh nè, à, mày đòi đọc. Mẹ thằng Di nó chạy trước cả mình, xong rồi nó kêu là nó không biết ai. À, có vitamin nè. À. Ôi, ôi, không, nhưng mà em nhìn được mà, em nhìn được hướng mà. Anh à, từ đâu em không nhìn được hướng giống Lucky thì anh đọc cho em chứ. À em chỉ đai cửa 100 thì hả, vậy thì yên tâm, cửa 100 anh gánh được. Cửa 100 dễ mà. Từ từ nhá. Khả năng cao chuẩn bị gặp gặp Amber này. Tủ 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 tủ. Vô đi Di. Rồi, ra đây. Ê nè, nãy trên đây có hai cái tủ luôn á Di. Đèn chớp rồi, đèn chớp rồi. Khả năng cao gặp Hon đấy. Di biết có đối phó với Hon không vậy? Có đúng không? Ừ có thì yên tâm rồi. Amber Di cũng chơi được đúng không? Tới thì đi thôi. Ambush, 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 ambush. Nghe, nghe lệnh, nghe lệnh. Chưa, 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 chưa. Vô, 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 vô. Rồi ra. Ôi. Mày đừng nói mày chết rồi nha Di. Mày đừng nói mày chết rồi nha. Trời ơi. Mày vào tù sớm quá. Thôi em à, tôi nghĩ tôi có thuốc được rồi, mày đi. Mày rất fail rồi. Ôi trời ơi, coi tập đoàn hồi những con báo. Tạm biệt anh em. Mi